À, bây giờ thầy ghi tạm lên đây vậy. Đó. Bây giờ các em nhìn thấy này, khi mà chúng ta vẽ một cái hộp lên trên desktop, lên trên đây chẳng hạn, thì cái này tương tự như phần Word của các em cũng edit text và chúng ta đánh rồi nó sẽ tự động. Chứ là chúng ta không cần phải chèn thêm một hộp chữ vào trong nữa, mà chúng ta cần nhấp chuột phải và chọn Edit Text. Và chúng ta ví dụ đây là chèn thêm văn bản vào trong đúng không? Đấy nhá, chúng ta chú ý cái đấy. Rồi, đổi màu cho hộp hay làm những cái việc gì thì các em nhớ cho thầy. Chúng ta nhấp chuột phải chọn Format Shape. Cái này nó có hai phần bạn. Nhanh lên các bạn ơi. Có hai phần này, đầu tiên cái hộp này nhá là có hai phần tô và phần line. Line là đường viền đấy, các bạn nhớ thế, giống như Word nhá, line và đường viền. Thì các bạn thích chèn ảnh thì các bạn vào picture chỗ này. Đây là cái mẫu và chúng ta thích thêm thì chúng ta chọn file đấy. Các bạn có thể chọn online cũng được. Đây ví dụ thầy chọn online đây. Rồi thầy chọn một cái gì đó, vì đây là chúng ta nối mạng đúng không? Không nối mạng thì nó sẽ không có online. Cả lớp nhiều chú ý cho thầy, không có mạng không có online mà lâu quá cái này chậm đúng không? Ồ, đây bây giờ chúng ta nhìn thấy nó ra chưa? Ra rồi, bây giờ thầy chọn cái ảnh này nhá. Thầy chèn thì lập tức là cái hình ảnh này là online. Đấy, hình ảnh này là online. À, nó được kết nối với hình ảnh trên mạng. Các bạn nhớ chữ này kết nối hình ảnh trên mạng. Còn các bạn muốn là chèn một cái màu gì đó thì các bạn có thể chọn cái này slide background không có đúng không? Thế chúng ta chú ý cho thầy này, chọn ảnh ở trong máy thì chúng ta chọn file. Đấy. Đây chỉnh sửa. Thế còn để cho đường viền nó to, các bạn chọn Solid là cái viền nó đặc. Còn viền đây là viền tô từ màu nọ sang màu kia. Các bạn đầu tiên chúng ta nhìn thấy chữ Width có nghĩa là độ dày của đường viền. Độ dày của đường viền thì nó là một point. Bây giờ chúng ta có thể cho lên to hơn thì cái đường viền nó dần 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 nó đập lên. Đấy, để chúng ta sau này chúng ta trang trí. Còn các bạn nhìn thấy này, các bạn nhìn thấy nhá, đây là có các kiểu gọi là compound type. Thì chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều kiểu, như là đường nét, gạch 3, gạch 2 vân vân. Thì chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta thấy nào, nhìn nên thầy nói tiếp này. Desk type có nghĩa là đường nét đất, các bạn có thể chọn nét đất. Đấy, nét đất nha, các bạn chọn đây, được chọn nét đất. Flat là phẳng, cap type round. Đây chúng ta nhìn thấy nhá, nó sẽ bo tròn cái đường nét đất của chúng ta. Đấy, khi thầy phóng to lên và lớp nhanh lên, bây giờ các em vào tự động vào để thầy đăng giảng. Kiểu liên kết này thì các em nhìn thấy này, gồm có kiểu tròn, kiểu nổi. Đấy, kiểu tròn, kiểu nổi và kiểu các kiểu liên kết giữa các khúc. Đây nó làm bằng các khúc. Đấy. Đấy là cái phần tô và đường viền, phần trong tô được và đường viền. Bây giờ chúng ta sang tiếp tục sang phần hiệu ứng effect. Các bạn vào cái nút có tên hình giống như là cái giống như cái hình benzen mà chúng ta học hóa học vậy. Nó gần gọi là không không phải benzen, nó hình này là năm. Đấy.
Trong hình này thì chúng ta thấy này gồm có bóng shadow là cái bóng, tức là chúng ta giống như chúng ta đi giữa trời nắng thì cái bóng của chúng ta in trên mặt đất. Đấy, bây giờ thầy sẽ đặt bóng của nó là màu như này. Thì khi mà thầy tăng, chúng ta biết là distance là khoảng cách. Khoảng cách đấy thì cái bóng chúng ta nhìn thấy cái bóng chưa? Đấy, bóng nhá. Angle là độ nghiêng bao nhiêu độ, đấy nó quay sang trái, quay sang phải. Cả lớp chú ý cho thầy nhá. Blur là độ mờ. Blur là mờ nhá. Đấy, bóng nó mờ đi, nó lan tỏa ra. Rồi ghi vào cho thầy, ghi cả nghĩa của nó vào trong cái tích nốt cho thầy đi. Các bạn mang cái quyển nhỏ nhỏ các bạn ghi chú vào. Size là cỡ của bóng. Nha, thầy nói để chúng ta hiểu. Transparency là gọi là cái kính. Giống như chúng ta nhìn qua một thấu kính. Khi mà thầy tăng nó lên thì nó mờ nhiều, nó sẽ giảm cái bóng đi để cho cái đường biên của cái bóng nó mềm mại. Đấy, các bạn ghi vào cho thầy nha. Thầy đọc này, color là màu, transparency là thấu kính, gọi là cái độ trong suốt của bóng. Blur là độ mờ của viền của bóng. Blur là viền của bóng. Angle là cái góc của bóng. Distance là khoảng cách giữa bóng và cái hộp. Khi thầy tăng này lên thì các em nhìn thấy là cái bóng nó bị dịch chuyển. Đấy, dịch chuyển chưa? Đấy, cả lớp nhìn thấy chưa? Nhá, nhìn thấy chưa? Chẳng thấy em nào nói gì. Rồi, sang phần phản xạ, reflection. Đây, cái này nó là hiệu ứng phản xạ. Cái này thì chúng ta nhìn nó cũng khó, hơi khó một chút. Distance là khoảng cách. Đấy, chúng ta nhìn thấy phản xạ nó như là mirror, nó làm cho cái ảnh này có một cái ảnh chúng ta nhìn qua một cái gương và nó sẽ phản chiếu xuống. Thì cái này gọi là phần phản xạ bóng của chúng ta. Chúng ta ghi cho thầy phần này có nghĩa là giống như cái nhìn soi gương đấy, nó hiện dưới cái bóng và nó lại còn phira ra. Distance là khoảng cách, distance. Blur là độ mờ. Đó, blur là độ mờ nhá. Cả lớp chú ý cho thầy, học đàng hoàng vào. Trong này có rất nhiều cái là chúng ta cần phải ghi, để khi cần cái gì chúng ta phải nhớ. Size là cỡ, transparency có nghĩa là thấu kính. Nào, glow có nghĩa là nổi, độ nổi. Độ nổi của bóng. Đấy, thì chúng ta nó chỉ có mấy phần thành phần thôi, như là size và transparency. Còn soft edge là độ mềm mại của cạnh của cái bức ảnh, tức là cạnh là cái khung ấy, các em ghi vào cho thầy. Soft edge. Độ mềm mại của cạnh. Em làm sao thế? Quả đấy nó ở dưới. Em ngồi dưới thì nó phải là bộ dưới. Không. Không, nó chỉ là bốn cái trên, bốn cái dưới. Rồi nha, các em chú ý cho thầy tiếp. Đây là phần 3D. Phần này thì làm cho cái bộ nhớ RAM của máy tính nó hơi nặng. Đấy, thì có nghĩa là làm cho nó nổi cái hình này thôi. Thì các em nhìn thấy là đây là gồm có các chức năng như là nổi những cái bánh. Đấy. Nha, đây là top bevel, tức là nó sẽ nổi ở phần đỉnh của cái bóng. Đỉnh của cái viền. Đấy, các em nhìn khi mà thầy em nhìn thấy cạnh của nó nổi lên chưa? Như cái khung ảnh. Rồi bottom bevel.
Bottom là cái đáy, mà trong tiếng Anh mông của người phụ nữ nó gọi là bottom. Đấy, cả lớp chú ý nhá. Deep là độ sâu, các em ghi vào cho thầy. Deep là độ sâu. Deep là độ sâu. Deep là độ sâu. Contour. Contour là độ biến đổi của cái viền, tức là nó loằng ngoằng, nó chạy hình răng cưa, vân vân. Nha các em chú ý cho thầy. Chỗ này là 3D rotation là quay 3D. Cái này là quay 3D. Nhưng mà chức năng này chắc là nó cũng không đấy, nó quay 3D kiểu này cơ. Đấy, đấy, đấy. Đấy, các em nhìn nhá, là quay thế thôi. Ảnh mà. Đấy, quay 3D nhá. Rồi, thế là chúng ta hiểu là chức năng này là gồm có như là quay ảnh lung tung đi. Rồi. Còn cái này là nó là nói về đến cỡ và vị trí checkbox về về chữ. Còn cái này là về ảnh picture. Thế là thôi thì chúng ta học như thế là xong cái phần chi tiết. Bây giờ thầy dạy các em cách uốn lượn các hình. Vào lớp đi. Bây giờ chúng ta vẽ uốn lượn nhá. Uốn lượn và kết hợp. Bây giờ chúng ta nhìn lên trên. Trong cái bộ hộp này gồm có rất nhiều hình. Rất nhiều hình. Hình vuông, hình tròn, hình bo góc. Các kiểu luôn. Thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta sử dụng nó. Ví dụ như là thầy vẽ một mũi tên. Vẽ mũi tên thì mũi tên này nó có sẵn rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta vẽ mũi tên theo ý của chúng ta. Đấy, bằng hình basic. Ví dụ như là chúng ta vẽ một mũi tên như này, tên đứng thì không sao. Đấy, xong rồi chúng ta vẽ một cái mũi tên, vẽ một cái thân của mũi tên. Thì các em đặt cái này lên đây. Đấy, mà các em muốn nó gắn liền với nhau. Các em bỏ đi cái đường viền đi thì các em tắt cái này đi. Cái này cũng thế, các em tắt đi. Các em muốn viền nó gắn liền với nhau, các em chọn cả hai hình. Sau đó các em ấn Ctrl G. Ctrl G có nghĩa là nhóm lại. Chúng ta group lại nhá, chứ đừng thả ra. Nhóm có nghĩa là chúng ta học ở trên lớp các em phải đọc là group. Các bạn đọc là group là không đúng, nhớ chưa? Đi học cô mà dạy như thế là phải chỉnh cô luôn. Bảo thầy em bảo thế. Nha các em, đấy, sau khi nhóm lại nó sẽ được như này. Rồi. Còn tách ra này, các em chú ý này. Bây giờ thầy lại muốn là hai cái này chọn nó vào làm một. Hai cái này vào làm một. Hai cái này vào làm một thì chúng ta vào format. Chúng ta vào format. Các bạn nhìn sang bên tay trái có cái chữ là Measure Shape. Các bạn ghi cho thầy. Union có nghĩa là hợp lại. Combine là gắn kết trở thành một. Còn cái này có nghĩa là tách ra, tách theo kiểu như là đặt lên nó tách ra. Intersect là giao nhau. Subtract là trừ đi cái này, trừ đi cái kia. Đây nó giống như các phép toán trong trong tập hợp thôi. Các em chú ý nhá. Union có nghĩa là hợp của hai vật thể. Combine có nghĩa là lấy phần, bỏ đi phần giao nhau. Bỏ đi phần giao nhau. Nếu thầy chọn chỗ này, bây giờ thầy cho cái này lên đây nhá, cả lớp nhìn này. Thầy cho cái này cao lên đây một tí. Với hai cái màu khác nhau.
để các em nhìn phân biệt nó rõ. Đấy, thì cho màu này nhá. Rồi bây giờ cả lớp như này, chúng ta vào format thì nó mới có cái phần này được. Đấy, bây giờ thầy ưu liền, đấy nó sẽ hợp thành một và màu là màu của đối tượng nằm trên. Rồi bây giờ thầy lại nhọn, thầy lại chọn hai hình, thầy chọn combine, đấy nó sẽ lấy cái phần không chung của hai đối tượng mà nó bỏ đi phần giao nhau nhá. Rồi cả lớp tiếp tục này, trên đây nó có biểu tượng hết. Bây giờ thầy sang phần này, đấy thì nó chúng ta sẽ tách ra được một hình vào đây ở cái phần giao nhau. Rồi bây giờ thầy lại tiếp tục, thầy chọn phần đây thì coi như là Trần Văn mất đúng không, về này. Thầy trở về cho nó còn hai cái này đi. Rồi format đây được, được đúng cái phần giao nhau, còn cái này là phần trừ nhau nhá. Đây coi như là các phép toán để khi mà chúng ta cần ta vẽ hình, ta loại bỏ đi cái gì và ta lấy cái gì thì ta sử dụng phép toán này. Tí nữa chúng ta sẽ có bài tập ứng dụng. Cả lớp chú ý cho thầy nhá. Đây là cái bộ mà giao nhau các tập hợp của các vật thể với nhau. Rồi bây giờ các em ngước nhìn sang bên tay phải góc trái trên. Ngước nhìn sang trên, thầy nói luôn này, các nút này Align có nghĩa là căn chỉnh. Thì ở đây có căn chỉnh trái, căn chỉnh phải, giữa vân vân. Ví dụ hai đối tượng này thầy muốn bằng nhau về đỉnh thì thầy Align Top, lập tức cái đỉnh của nó sẽ bằng nhau. Các bạn dưới kia chú ý lên trên bảng, tí thầy hỏi lại mà không hiểu nữa thì là các bạn đừng trách thầy nhá. Rồi các bạn chọn tiếp Align Bottom. Đấy, chúng ta xem đây, nó bằng nhau luôn ở phía dưới đáy của hai vật thể. Các lớp hiểu chưa? Nhìn thấy thầy làm trên bảng chưa? Rồi nhá, tiếp tục này, chúng ta làm Align Left. Left đâu, left đâu? Đây. Đấy, nó lệch sang bằng nhau cho bên tay trái. Cái này để các em căn chỉnh cho nó hợp lý trong lúc mà chúng ta làm chương trình. Còn nếu mà các em không sử dụng cái này thì đến lúc là các em đặt bằng tay nó không phẳng đâu. Chúng ta còn phải làm thiết kế nữa, nhớ chưa? Rồi các bạn chú ý cái bộ này nhá. Còn cái này là Align to Slide, tức là nó sẽ đưa về tâm hoặc đưa về đâu đấy chẳng hạn. Thì cái này nút này là được. Rồi các bạn tiếp tục này, hai cái nút này là các bạn sẽ hiểu nghĩa của nó là gì. Distribute horizontal có nghĩa là phân phối theo chiều ngang, còn đây là phân phối theo chiều dọc. Bây giờ thầy sẽ làm ví dụ để các em thấy. Một đối tượng này, hai đối tượng thầy để đây này, thầy vẽ thêm một đối tượng nữa ra chỗ này chẳng hạn. Bây giờ các em nhìn thấy này, ba đối tượng lệch nhau, tâm của đối tượng này với tâm đối tượng này là gần nhau nhưng xa với cái hình tròn. Thế bây giờ trong cái việc chúng ta thiết kế các đối tượng mà đôi khi chúng ta muốn nó cân bằng mắt và nó cân bằng nhau thì chúng ta chọn cái này cho thầy, chọn là ba đối tượng, hay là cần chôn A cũng chọn là ba đối tượng. Các bạn vào đây, các bạn chọn phân phối ngang này thì ấn nút này, cả lớp nhìn nhá. Đấy, khoảng cách của chúng đều nhau, nhớ chưa? Thay vì chúng ta dịch bằng chuột, dịch bằng chuột thì nó không chính xác. Cả lớp nhớ chưa? Các em nhá. Đấy, tương tự như thế thì cái này cũng là chiều, cái này cũng là chiều dọc, tức là chúng ta muốn phân phối nó đều dọc. Chẳng hạn chúng ta có 15 đối tượng hình chấm tròn mà các em muốn xếp nó theo một dải từ trên xuống, các em xếp bằng tay thì nó sẽ gì, sẽ sộc sạch, nó sẽ khoảng cách không đều nhau. Thì các em phải sử dụng cái phân phối, giống như chúng ta cấy, đi cấy thì hàng lối nó phải thẳng hàng với nhau. Các lớp hiểu ý thầy không?
Ok nhá, xong rồi. Thế là bài bài phần phân phối cơ bản là chúng ta đã xong rồi. Tiếp theo này, bây giờ thầy có cái này có màu, thầy cho một màu khác đi, màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ đưa lên, chúng ta nhìn thấy là các đối tượng nhìn theo chiều từ ngoài vào là vàng trên cùng, xong đến xanh, xong đến hình tam giác. Thế bây giờ chúng ta muốn đưa một hình xuống dưới, đưa một hình lên trên thì chúng ta phải làm như thế nào? Bởi vì đôi khi ta muốn hình nọ lên hình kia khi ta thiết kế, đúng không? Các em chỉ cần học cái này, các em cũng có thể design sách báo được, cũng chẳng cần phải học những cái cao siêu gì cả, vì cái này cung cấp đủ các công cụ. Rồi chúng ta nhấp chuột phải cho thầy, chúng ta chọn là bring đấy, send đấy, send to nhá, là chuyển vào trong. Send một bước thì chúng ta dọn chọn cái này đấy, nó sẽ vào vào bên trong đấy. Nhớ chưa, mang chúng vào trong và đưa chúng ra ngoài, đưa ra ngoài, đưa cái hình tam giác ra ngoài để chúng ta cho lên trước đấy, nó sẽ lên trước. Cả lớp hiểu chưa các bạn? Rồi nha. Rồi các em ghi tiếp phần tiếp theo. Về edit text chúng ta chọn như này, chọn như này, ví dụ thầy đánh là chào các em, đúng không? Đấy. Rồi thế bây giờ các em phải làm sao cho cái chữ này nó bắt mắt, hiệu ứng vân vân, thì các em chọn chỗ này. Đấy, nó sẽ có các hiệu ứng của chữ. Đấy, thầy nói luôn nhá, có gặp cái gì cái là thầy nói luôn cái đấy. Reflect là phản xạ, shadow là bóng, đây là quay 3D vân vân. Đấy, đây còn đây là quay tròn hoặc là chữ kiểu này, nó nhảy lung tung này. Đấy, các em nhìn thấy không? Đấy, rất là đẹp đúng không? Đấy, trông nó rất là sống động. Đấy, các em thích cái gì thì các em vào đây nhá. Cả lớp nhớ chưa? Ồ, cả lớp nhớ rồi nhá. Rồi. Đấy, thì chọn này lập tức cái chữ nó thế này. Bây giờ có nhận ra chữ không? Không nhận ra chữ đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta lại nhìn thấy cái hình như này là take take direction, giống như hôm trước Word thì nói đấy, tức là ta đánh chữ theo chiều, theo các chiều khác nhau. Đấy. Đúng không? Nó làm cho chúng ta rất là nhiều cái rất là thích. Đấy. Các bạn sắp xếp theo các chiều dọc, đánh chiều ngang, chiều dọc vân vân. Nha, được chưa? Hiểu chưa? Nha, ghi gặp cái chữ này thì các em ghi vào trong sổ tay là để chọn chữ theo các chiều khác nhau, đánh theo hàng dọc hay hàng ngang, chúng ta chọn cái này cho thầy. Ok. Rồi bây giờ thầy dạy cách uốn. Uốn thì bây giờ chúng ta sẽ làm như này. Khi uốn chúng ta cũng chọn là Edit Point y như trong Word. Nó sẽ có các điểm này và chúng ta thêm thì ta nhấp vào đây. Thêm điểm ta nhấp vào đây. Thì cái point này dùng để cho chúng ta vẽ hình. Chúng ta vẽ hình. Và trong hình đấy thì các em nhìn thấy là đây là tiếp tuyến của đường cong tại đầu điểm này. Cái tiếp tuyến này cho phép chúng ta điều chỉnh kéo dài ra thì nó sẽ hút theo cái đường line của chúng ta. Đấy, ví dụ như thế. Thầy muốn uốn chỗ này lên đây. Trông như quả bí ngô. Đấy, và thầy vẽ quả bí nhá. Bí hoặc đu đủ nhá. Đấy. Đúng không? Hay là bóng bay trẻ con. Các em có thể chọn cái này. Cả lớp hiểu chưa? Alo, cả lớp có hiểu không? Rồi nhá. Đấy, xong các em lại muốn sửa bóp cái đầu này vào Edit Point, các em chọn cái này vào cho thầy. Đó, các em chọn này vào cho thầy. Chọn cái này ra đây. Thế thì không có cái hình gì là các em không sửa được cả. Bây giờ thầy thêm điểm vào đây, nhấp vào đây. Đấy. Thì lúc đó thêm một điểm nhưng mà ta lại phải sửa lại đầu kia, đúng không?
rất là mệt đấy. Đây, chúng ta được cái này thì các bạn vẽ cái đàn cho thầy, thì các bạn đàn guitar thì các bạn gì đấy, cái này thêm một cái nữa là gần trở thành cái đàn rồi. Cái này uốn nhá, các bạn kéo về thì là nó sẽ cong về gần. Này thì nó cong theo, nó hút theo cái ngọn của cái gậy, nhớ chưa? Đấy, nó hút theo ngọn của cái gậy. Chỗ này các bạn kéo ra đây. Còn đây là di chuyển điểm. Cả lớp nhớ chưa? Rồi các em muốn đánh chữ vào đây là edit text nhá. Rồi xong rồi. Thế là thầy đã dạy các em rất nhiều thứ trong cái lúc mà ấy. Bây giờ chúng ta ghi cái này vào và chúng ta làm thêm bài tập sau, thầy hướng dẫn bài tập và cả lớp cùng làm nhá. Thầy ghi vào không có nhỡ máy nó đứt cái là lại mất công.